Hi, hello, xin chào các bạn. Hôm nay cái livestream này mình muốn giới thiệu tới cho các bạn, tại vì cũng có nhiều bạn trẻ là comment vô hỏi mình là bắt đầu kinh doanh mình cần những cái gì, hay là mình cần những cái ý tưởng gì, hay là bắt đầu mình khởi nghiệp. Và có nhiều bạn là đang học đại học, và có nhiều bạn là đã học đại học đang đi làm công sở. Thì hồi trước mình cũng là dân công sở thôi, mình cũng là dân đi làm văn phòng. Nhưng mà cuối cùng thì mình làm sao là mình tự tin để mình ra, để mình mở cái doanh nghiệp, để mình làm, mình tự kinh doanh và mình tự làm chủ bản thân mình. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình có gặp một cái người thầy đã tạo động lực cho mình rất là nhiều từ những năm về trước. Thì mà mình gặp thầy xong thì mình rất là tự tin để mà mình ra, để mà mình mở ra một cái doanh nghiệp của mình kinh doanh. Thì hiện tại là cái doanh nghiệp của mình hiện tại là Lucio Latudo, là chuyên về ảnh cưới. Thì hôm nay mình có gặp thầy thì thầy sẽ chia sẻ cho các bạn về bắt đầu mình khởi nghiệp là mình còn những phương pháp gì. Có rất là nhiều bạn nói là em muốn làm nhưng mà em không có tiền, em không có vốn hay là cái gì đó. Thì vấn đề là mình không có, thì mình đi làm mình đều có công thức hết. Kinh doanh không cần vốn. Hồi xưa là mình nghe cái câu này là mình cứ tưởng đâu là cái ông này chắc là ổng bày trò gì lừa gạt cái gì đó, thì mình đến với một cái sự nghi ngờ. Nhưng mà khi mình đến rồi thì mình cảm thấy là đúng là kinh doanh không cần vốn. Thầy chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thế Duy, và hiện tại thì mình cũng có một cái trung tâm mình đặt là vườn ươm doanh nhân Bee Training. Hôm nay là buổi sáng thứ hai đầu tuần rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Minh Luciola, từ một người làm văn phòng với cái mức lương mà gọi là sống nhàn nhàn mỗi ngày, nói chung sống thì cũng được, bạn đã mà mình cái ngôn từ mình nói là nghèo ổn định. Nghèo ổn định nghĩa sao? Nó nghèo nhưng mà nó ổn định, nó ổn định nhưng mà nó nghèo. Thì bạn đã dám bứt phá, đó là cái sự thay đổi mà chúng ta phải sẵn sàng thay đổi. Thay đổi ngay trong tư duy, cuộc sống chúng ta nó mới thay đổi được. Thì bạn mình đã bứt phá, và qua 4 năm mình cũng rất là ngạc nhiên. Với nhiều người thì cái đó là một cái sự thay đổi rất là lớn. Từ một người nhân viên văn phòng mà bạn sở hữu một thương hiệu Luciola hiện tại với 3 cái chi nhánh, các bạn thấy đó là một sự nỗ lực. Đằng sau đó là một cái kết quả, cái sự nỗ lực của mình. Những câu hỏi đặt ra là làm sao các bạn làm được như mình. Một người nhân viên văn phòng thời điểm mình ra thì mức lương của mình văn phòng đó là khoảng 10 triệu. Và một cái câu hỏi đặt ra là bản thân mình cho tới năm nay là mình 41 tuổi, và mình cũng đã ra khởi nghiệp ở đây 22 năm rồi. Thì các bạn thấy lúc đó mới có 20 tuổi hơn à. Thì nếu mà nói về tiền thì tiền ở đâu mình có. Hồi đó mình vào Sài Gòn cái chiếc xe đạp cũng không có. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là mọi người cứ nói là khởi nghiệp cần phải có tiền. Thì mình tức là khởi nghiệp nó có rất là nhiều cách các bạn. Nếu mà thực sự chúng ta đang có tiền rồi thì cái điều đó nó tuyệt vời. Chúng ta dùng cái đồng tiền đó để chúng ta khởi nghiệp. Nhưng mà cái bài toán đặt ra là chúng ta chưa có tiền mà chúng ta muốn khởi nghiệp. Chứ có nhiều người đó là chờ có tiền để khởi nghiệp, nhưng mà lại không có tiền mà lại chờ có tiền. Rồi mà không có tiền thì không khởi nghiệp được, mà lại chờ có tiền. Mà mình làm công mỗi ngày thì làm sao nó có tiền. Rồi lại nó cứ nó lằn quằn hoài. Tức là chúng ta phải đặt cho mình một cái câu hỏi khác, để là bằng cách nào đó không có tiền chúng ta vẫn khởi nghiệp được. Vậy thì cái nhiều người cứ nghĩ nó rất là đơn giản là cứ nghe ai đó nói một câu là chúng ta sẽ làm được. Đó là dành cho những người họ rất là thông minh. Tuy nhiên có những người thì học rất là nhiều vẫn không có thể khởi nghiệp được. Vì sao? Bởi vì chúng ta chưa nhận ra cái điều đó. Bây giờ mình ví dụ nè, có một người họ không cần đi học lái xe ngày nào, họ vẫn cứ lái xe được. Nhưng mà có những người thì học lái xe sơ sơ thì đã lái xe được, có những người học lái xe hoài vẫn cứ không lái xe được. Thì trong khởi nghiệp nó vẫn như vậy. Chúng ta phải xác định ra được là chúng ta có muốn khởi nghiệp không, và vị trí chúng ta đang đứng ở đâu, và bây giờ chúng ta chưa có tiền chưa. Bây giờ mình ví dụ là bây giờ bạn chưa có tiền mà bạn muốn khởi nghiệp, vậy thì cái bài toán chúng ta đặt ra nó là như thế nào? Chúng ta vẫn làm việc văn phòng, vẫn ổn định mức lương là 10 triệu. Tuy nhiên, sau 5 giờ chiều chúng ta về. Vậy từ 6 giờ tối cho tới 9 giờ tối chúng ta làm gì? Chúng ta có 3 tiếng đồng hồ, chúng ta làm gì trong khoảng thời gian đó? Chúng ta bắt đầu set up một cái công việc khởi nghiệp cho mình. Nếu mà mới có 3 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy chưa có chuyện gì nó xảy ra hết. Tuy nhiên là 10 ngày bạn làm liên tục như vậy thì các bạn có được 30 tiếng đồng hồ. Và 1 tháng thì các bạn có được
90 tiếng đồng hồ và 10 tháng thì các bạn có 900 tiếng. Vì khi các bạn dành 900 tiếng cho nó thì bắt đầu mọi việc bắt đầu nó hình thành. Đó. Hoặc là các bạn quyết định các bạn ra khởi nghiệp luôn, nghỉ văn phòng ra khởi nghiệp luôn, thì các bạn có một ngày 12 đến 10 18 tiếng ok cho cái việc khởi nghiệp. À, vậy thì các bạn thấy các bạn chỉ có 10 ngày là các bạn có 100 tiếng rồi. À, và vài tháng thì chỉ cần vài tháng thôi thì cái lượng thời gian nhiều đủ nhiều đó để các bạn hình thành cái công việc cho mình. Vậy thì chúng ta phải có hai cái chiến lược. Nếu mà chúng ta không có tiền thì chúng ta phải có hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất là chúng ta phải kiếm tiền đủ sống, và chiến lược thứ hai á là chúng ta bắt đầu cho một cái business gì đó. Dĩ nhiên nó phải 3 tháng, 5 tháng, 1 năm sau nó mới có tiền được. Mình ví dụ có một cái bạn, bạn mới 21 tuổi, bạn một bạn nữ 21 tuổi thôi. Thì khi bạn tới, bạn gặp mình và nghe mình chia sẻ như vậy thì bạn mới bắt đầu ra việc gì? Bạn thống nhất là thời gian buổi tối là bạn đi bán nem ở đường phố. À, từ 6 giờ tối bạn bán cho 10 giờ đêm. À, cái khoản bán buổi tối đó nó giúp cho bạn có thu nhập khoảng có hôm thì 800, có hôm 1 triệu cho tới 1 triệu 2. Cái đó là nó đảm bảo cho bạn sống. À, và có một ít vốn. À, cái ban ngày. Cái ban ngày bạn làm gì? Ban ngày là bạn cam kết với mình là từ 6 giờ sáng là bạn đã bắt đầu rồi, tới 5 giờ chiều là bạn bắt đầu cho việc hình thành cho mình một cái công ty mỹ phẩm, bắt đầu từ cái con số 0. Vì các bạn phải xây dựng được những nền tảng nó rất là cơ bản. Bạn phải đi tìm cái nguồn hàng ở đâu, rồi test nguồn hàng nó như thế nào, rồi ra mẫu mã, bao bì, thương hiệu nó như thế nào. Tất cả những việc đó hiện tại bạn đã làm được gần 3 tháng rồi. Thì bắt đầu mọi thứ nó ra ngô ra khói rồi. Đó, và mới tuần vừa rồi bạn báo cho mình là bạn bán được 12 cái đơn hàng đầu tiên từ cái công ty mỹ phẩm của bạn. Các bạn thấy rồi, hiện tại buổi tối bạn vẫn cứ duy trì việc đi bán em đó. Các bạn thấy bạn không có tiền đâu. Ok, buổi tối để bạn làm cover cái việc đó để bạn sống. Các bạn thấy cái quan trọng là cái chiến lược, cái cách chúng ta đi. Chúng ta cứ ngồi chúng ta chờ có tiền thì khi nào chúng ta mới có được. Bản thân hồi kia mình cũng không vậy. Cái đây hơn 20 năm trước thì mình ra cái nghiệp bằng cách là mình đi bán nước mắm. Thật sự tiền cũng không có. Cái ngày đầu tiên mình ra bán nước mắm mình chỉ đi mua đúng 4 chai nước mắm thôi. Mình ra chợ Bà Chiểu mình bán, mà chợ Bà Chiểu người ta không cho mình đứng thì mình mới bắt đầu mình mới đi vào cái con hẻm bán hết 4 chai nước mắm đó. Mình về mình lại lấy tiếp, rồi lại mình bán, mình cứ vậy cho tới một ngày nào đó mình tổng kết lại thì có cái tháng đó các bạn biết mình bán xong mình kiếm được 20 mấy triệu, mà các bạn biết cách đây hơn 20 mấy năm rồi. Mình cứ lấy rồi mình bán, lấy mình bán rồi lần nó có tiền nó mới lớn lên. Chúng ta không thể là ngồi đó chúng ta chờ có tiền được. Mình luôn nói với các bạn là nếu các bạn có tiền á thì các bạn làm gì kinh doanh nữa, có tiền kinh doanh cho nó mệt, nó có tiền đi đầu tư đi cho nó khỏe đi kinh doanh đi. Không có tiền mới kinh doanh, để cho nó có tiền các bạn phải dứt khoát trong tư duy đó. Và nếu các bạn không biết, cái cách trên đời này nó rất là dễ dàng, không biết thì hãy đi tìm một người nào đó biết và làm theo họ, đừng cứ ngồi đó suy nghĩ. Mình ví dụ nè, các bạn không biết lái xe thì các bạn phải đi tìm một người để đi biết lái xe, họ chỉ chúng ta lái xe. Chúng ta đã không biết lái xe mà chúng ta ngồi đó chúng ta đòi lái xe thì làm sao mà chúng ta lái xe được hả? Và một cái tư duy nó rất là đơn giản thôi mà rất là nhiều người trong xã hội cứ gặp phải là bị tắc. Cái thứ hai là các bạn không công bằng cho khởi nghiệp. Như thế nào gọi là không công bằng cho khởi nghiệp? Các bạn đi làm công á, các bạn dùng đi, các bạn muốn làm được cái nghề kế toán thôi, các bạn mất 4 năm để các bạn đi học cái nghề kế toán đó. Các bạn hình dung chưa? Rồi các bạn ra trường, các bạn mất 2-3 năm các bạn lăn ra và các bạn làm, mất lương có 5-6 triệu thôi. Nghĩa là các bạn mất 6-7 năm các bạn mới làm cái toán tốt, mất lương bạn mới được 10 triệu. Bạn mất đến 6 năm để cho cái việc đi làm cái toán để đạt mức lương 10 triệu. Vậy thì ra khởi nghiệp á, bạn có dành thời gian đủ lâu cho nó? Bạn có đối xử với cái việc khởi nghiệp là bạn có dám dành thời gian 4-6 năm để bạn học khởi nghiệp, bạn luyện khởi nghiệp, bạn đi với những người khởi nghiệp là thành công, bạn muốn làm kế toán được, các bạn có phát hiện bạn phải đi tìm ông thầy biết gì làm về kế toán, dạy kế toán cho bạn, luyện với họ thì chừng cuối cùng các bạn mới đi làm kế toán được. Mà ra khởi nghiệp thì tư duy bạn đầy những cái tư duy tiêu cực, bạn nghĩ là khởi nghiệp khó, bạn cứ dành ngày nó nào đó cho nó đâu mà nó không khó. Rồi bạn ngồi hình dung là khởi nghiệp cần phải có tiền rất là nhiều. Dĩ nhiên có tiền nhiều chúng ta đi làm cái việc khác. Các bạn hiểu chưa? Chưa có tiền nhiều thì chúng ta chọn việc nhỏ mà chúng ta làm. Hãy đi từ nhỏ đến lớn.
nếu bây giờ chúng ta có tiền tiền nhiều thì chúng ta chọn những việc tuyệt vời chúng ta làm, còn tiền ít thì chúng ta chọn những việc bình thường chúng ta làm, còn ít nữa thì chúng ta bằng cách nào đó chúng ta bắt đầu từ con số không. Và hãy đối xử công bằng với khởi nghiệp. Tại sao á, rất nhiều người họ nói khởi nghiệp khó, các bạn nên nhớ này, 10 người trong xã hội các bạn gặp á thì chưa tới một người ra khởi nghiệp. Trong 100 thằng ra khởi nghiệp á, hết 99 thằng nó thất bại rồi. Các bạn nhớ đây này, những cái thằng thất bại nó ra ngoài nó có im cái miệng nó không? Những thằng thất bại là ra ngoài nó đi khuyên người khác rằng là nó đang thất bại, nó hù người khác. Còn những ông khởi nghiệp thành công thì rất ít, họ bận làm, họ bận khách hàng, họ bận rất là nhiều thứ, họ không có rảnh. Khi bạn tới bạn gặp họ, họ chỉ nói một câu, làm đi, vướng tới đâu tôi chỉ tới đó. Tại những người mà họ làm được là họ như vậy á, họ không có nói nhiều, họ nói làm đi. Còn những ông mà cứ đi hù dọn người ta khởi nghiệp khó lắm này kia thì những người đó hầu như là họ không có khởi nghiệp được. Cái thứ hai là khi mà họ khởi nghiệp cái họ thất bại đầu tiên cái họ sợ mất tiền, họ không có dám làm. Rồi những người mà họ khởi nghiệp thành công, các bạn biết họ thất bại rất là nhiều lần, và họ thất bại đến nỗi mà các bạn biết họ có kinh nghiệm để thất bại luôn. Các bạn hiểu ý của mình không? Tuy nhiên các bạn té xe hoài, các bạn có kinh nghiệm để bạn té xe luôn. Tức là họ thất bại tới mức độ đó. Như bản thân mình cũng thất bại rất là nhiều, mà mình có kinh nghiệm thất bại. Ví dụ mình nói cái từ của mình là thất bại thanh lịch, tức là chúng ta phải có một cái kinh nghiệm làm sao chúng ta thất bại thanh lịch. Còn có nhiều người họ không có kinh nghiệm thất bại thì người ta gọi là thất bại khổ đau. Như thế nào thất bại thanh lịch, rồi như thế nào thất bại khổ đau. Thất bại thanh lịch là sau cái cú té đó chúng ta học được rất là nhiều thứ mà chúng ta đứng lên rất là ngọt, nó không có bị ảnh hưởng gì. Còn thất bại khổ đau là gì? Sau cú té đó chúng ta rất là đau khổ, chúng ta mất mát rất là nhiều thứ, nó gây tổn hại về uy tín, về con người, về tài chính, về tiền bạc, về tất cả mọi thứ. Và sau đó suốt cuộc đời bạn không bao giờ bạn dám khởi nghiệp và nghiệp lại. Đó là về cái các bạn nên nhớ là về cái thất bại á, chúng ta cũng phải có cái kinh nghiệm. Mà mình khuyên á, những người mà lần đầu tiên ra khởi nghiệp á, thì trong túi đừng có nên có tiền. Bởi vì có tiền khởi nghiệp mà trong túi có tiền á, chắc chắn là mất tiền. Bởi vì không có kinh nghiệm, mà không có kinh nghiệm thì chắc chắn là mất tiền. Mà khi chúng ta ra khởi nghiệp mà trong túi chúng ta không có tiền á, thì chúng ta không có gì để mất. Các bạn hiểu ra điều này là chưa? Các bạn có thất bại thì có tiền đâu mà các bạn mất. Nhưng mà khi mà các bạn trong túi có tiền thì chắc chắn là một điều các bạn mất đó là tiền. Mình ví dụ nếu mà các bạn ra, các bạn khởi nghiệp, mình ví dụ đi, mà trong túi bạn có tiền, ví dụ như là tiền là bạn đi kinh doanh cái áo thun đi, thì mà muốn có cái áo thun để ra khởi nghiệp thì các bạn phải đi gặp một người đối tác nào đó họ sản xuất áo thun. Ví dụ như bạn gặp bạn Minh Luciola đi, bạn Minh Luciola là người mà đang là một cái người mà đang bỏ sỉ áo thun, mình ví dụ nó như vậy đi. Và bạn tới bạn gặp bạn Minh Luciola nói là ok, lấy cho tôi 1000 cái đi, tôi sẽ bỏ cho anh cái giá sỉ này rất tốt này. Nếu mà trong túi mình có tiền rất là đơn giản, mình lấy ra mình mua bạn Minh 1000 cái mình về, cuối cùng bỏ một ra khoản tiền mua 1000 cái về thì cái chuyện gì sẽ ra? Bán không được, có phải mất tiền không? Hoặc là và trong túi bạn có tiền đi, bạn mới ra khởi nghiệp, bạn muốn mướn một cái văn phòng rất là bự, ok mà Minh là người cho mướn văn phòng. Các bạn tới bạn gặp Minh, bạn Minh nói là cái mặt bằng chỗ này nè rất là đẹp nè, nó đẹp như vậy á, nó là 100 mét vuông này, mướn mặt bằng đẹp này phải ra khởi nghiệp vậy, ok. Tại vì Minh là người mà có mặt bằng nên là Minh phải làm sao upsell, làm sao mà để cho mọi người ta mướn mặt bằng rộng. Các bạn trong túi có tiền gì, rút tiền ra mướn mặt bằng một cái, rồi mướn mặt bằng tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà về không biết cách bán hàng, không cái marketing, các bạn mất tiền. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nhưng mà cái chuyện gì sẽ ra khi bạn ra khởi nghiệp của tôi, bạn không có tiền, mình ví dụ vậy, thì các bạn đi gặp mình nói là Minh ơi, bán cho mình vài cái áo thun để mình về mình khởi nghiệp. Bạn Minh nói lấy 1000 cái tôi bảo cho cái giá đó. Mình nói là mình không có tiền, ok chưa? Mình nói không có tiền thì biết, tôi không có chơi với những người có tiền. Thì dĩ nhiên là bạn đi về bạn phải nhức đầu, bạn muốn xin không có cái áo thun là thì làm sao chúng ta kinh doanh được. Bắt đầu bạn quay lại, bạn lại gặp bạn Minh tiếp, bạn mới đàm phán tiếp. Bạn nói Minh ơi, bây giờ mình không có tiền mua 1000 cái, vậy thì mình mua 100 cái mình bán không? Ok. Mình nói là 100 cái không bán, mình nói, năn nỉ đi, tôi không có tiền, tôi tiền rất là ít, ok mà. Mình kêu ok, 100 cái thì có giá 100 cái, mình lại năn nỉ tiếp, ok 100 cái nhưng mà giá vẫn 1000 cái, mình bỏ cho mình cái chỗ đó đi. Mình năn nỉ hoài, ok mà. Mình thấy cũng thương, ok
Dạ lấy 100 cả đi, với giá 1.000 cả. Nhưng mà khi mà Minh đồng ý bán giá 100 cả rồi mà nói, thực sự nói Minh không có tiền lấy 100 cả. Lấy 10 cái đi, với giá 100 cả. Minh nói biến đi, ừ biến thì biến. Tại vì chúng ta không có tiền. Nhưng mà về lại suy nghĩ tiếp, hôm sau lại tới gặp Minh đi. Nói với Minh như vậy này, Minh ơi, hôm qua Minh đã đồng ý lấy 100 cái với cái giá đó rồi. Thì bây giờ nói như vậy này, lấy 10 cái với giá đó được đâu Minh nhỉ? Nó không được, cứ lấy cái 10 cái mà đòi cái giá đó. Hồi kia là với cái giá này là phải lấy 1.000 cái. Tôi đã đồng ý cho 100 cái rồi, bây giờ lại là gì? Lại bây giờ lấy cái 10 cái mà đòi giá tới 1.000 cái. Bây giờ này, 100 cái mình còn đồng ý mà có 10 cái mà mình không đồng ý. Vô lý nhỉ? Cứ 10 cái nó có ảnh hưởng gì đâu mà Minh đâu đi. Ok mày, các bạn thấy cái nghệ thuật thuyết phục của chú ta. Mà cuối cùng mình nghĩ là cũng có lý nha. Mình dám bỏ 100 cái mà có 10 cái mấy đồng, tại sao mà lại không dám bỏ nha? Các bạn có hình dung ra cái tư duy đâu? Và thế là mình đồng ý thì 10 cái thì tất cả là chúng ta có rồi. Mà về gì ạ? Về nếu mà giả sử đi, chúng ta lấy 10 cái về chúng ta không bán được, thì các bạn thấy không? Chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm, tiền chúng ta cũng có mát mát gì nhiều. Mà chúng ta bán được, ví dụ như chúng ta bán được, các bạn lấy 50.000 một cái, các bạn về các bạn bán ra 100.000 một cái, ok, 10 cái là các bạn thấy mà các bạn có một khoản tiền đó, các bạn qua mình các bạn lấy tiếp, rồi các bạn về các bạn bán ra lấy tiếp, bạn bây giờ vấn đề xảy ra nè, nếu bạn lấy 10 cái đó mà về bạn bán không được, các bạn thấy bạn mất bao nhiêu tiền? Rất ít. Nếu mà bạn lấy 10 cái đó về bạn bán được thì bắt đầu cho việc khởi nghiệp từng bước nó lên. Các bạn có nhận ra điều này không? Bí mật ở đây mình muốn gửi đến các bạn ở đây này, bí mật ở đây là khi chúng ta càng có tiền á, là nó làm cho trí tuệ chúng ta nó không thông minh. Chúng ta trong túi chúng ta càng không có tiền á, là các bạn biết chuyện gì xảy ra mà trong túi chúng ta càng không có tiền á, thì nó làm cho cái đầu chúng ta suy nghĩ rất là nhiều cách. Nên là để thành công trong khởi nghiệp á, không phải là tiền mà đó là sự uyển chuyển, là sự lèo lái, là cái khả năng đàm phán, là khả năng vượt qua được những cái trở ngại đó, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có tiền chúng ta mới khởi nghiệp được. Cái đó là cái tư duy của những người mà họ chưa bao giờ họ làm thôi. Chúng ta có tiền để chúng ta khởi nghiệp, các bạn phải đáp ứng những cái tiêu chí sau này. Thứ nhất, các bạn phải có rất là nhiều tiền, đó là tiêu chí thứ nhất. Vì sao? Nếu mà bạn mua 1.000 cái đó về, ví dụ như nãy mua 1.000 cái đó về mà bạn bán không hết, thì chúng ta gì chấp nhận bán lỗ đi để thu hồi lại vốn rồi lại đi thử cái khác kế tiếp. Các bạn hình dung ra điều này, các bạn phải có rất là nhiều tiền để các bạn thử no sai. Đó là tiêu chí thứ nhất. Tiêu chí thứ hai là bạn phải có rất nhiều kinh nghiệm, kinh nghiệm kinh doanh, kinh nghiệm bán hàng để bạn lèo lái cuộc chơi đó. Và cái thứ ba, bạn phải có đội ngũ, bạn phải có con người thì bạn mới có tiền. Các bạn có hình dung ra điều này chưa? Còn nếu mà chúng ta chưa đủ tiền nhiều, chúng ta chưa có kinh nghiệm về bán hàng, marketing, điều hành doanh nghiệp, chúng ta chưa có đội ngũ, mà các bạn mà bỏ tiền ra các bạn có nghiệp á, nắm chắc là mất. Nên chúng ta cần phải, nếu các bạn mà chưa bắt đầu từ không có tiền được, thì hãy đi tìm cái công thức rất là đơn giản, là hãy đi tìm người nào làm được cái đó và đi theo họ. Không lái xe được thì cứ đi tìm, các bạn đi theo họ một thời gian, các bạn sẽ thấy cái công thức nó rất là đơn giản trong cuộc sống này. Và chúng ta phải đối xử công bằng với cái chữ khởi nghiệp. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải dành thời gian đủ cho nó, chúng ta phải xét cái tư duy đủ. Ok, mình nói là trong xã hội này nó có hai cái tư duy nhắm búa và tư duy nhắm đinh. Như thế nào là búa? Búa là những người làm kinh doanh, những người làm chủ, ok, họ như cái búa đó, họ giao việc xuống. Và nhóm đinh là cái đinh thực hiện bị đóng xuống. Vì sao mình phát hiện ra nhóm búa và nhóm đinh? Cách đây hơn 20 năm trước mình cũng đi làm thuê cho một công ty nước ngoài, và hàng ngày mình thấy ông chủ ông giao việc xuống này, ông giao việc xuống này. Rồi mình có dịp đi vào các cái xưởng gỗ của đối tác thì mình cũng thấy ông chủ ông giao việc xuống này, thì mình phát hiện nó giống như cái búa với cái đinh vậy đó. Nghĩa là búa sao các bạn thấy? Búa thì nó có búa to, búa nhỏ. Búa nhỏ thì nó tìm cái đinh nhỏ nó đóng, búa to thì tìm đinh to nó đóng. Búa nhỏ búa to dù sao cũng là búa, ok mà. Đinh thì các bạn nhau ra, đinh là như thế nào? Đinh là có đinh to đinh nhỏ thì bị búa nhỏ nó gõ, mà đinh to là bị búa to nó gõ. Đinh to đinh nhỏ dù sao cũng là đinh. Các bạn nhau ra này. Và hồi đó mình mới phát hiện ra, tại sao mình không làm búa mà lại là làm đinh? Cái lúc hơn 20 năm mình mới phát hiện ra chi tiết, tại sao mình không làm búa mà lại làm đinh nhỉ?
à, tại sao tự nhiên mình sinh ra rồi mình lớn lên mình học mình chui vô mình làm đinh, tại sao mình không làm búa? Thì cuối cùng mình mới suy nghĩ hoài, mình nhìn mấy đứa bạn mình, ơi tụi nó cũng làm đinh không à, mấy đứa đi học ra cũng làm đinh ngoài, toàn đứa nào cũng làm đinh ngoài. À mình nó phải ra một chi tiết, à chúng ta vào một cái nơi đó đào tạo ra đinh, họ đâu phải đào tạo chúng ta ra búa đâu. Bài toán đặt ra là làm sao chúng ta phải làm búa. Khi cái câu hỏi đó đặt ra cho mình thì bắt đầu mọi thứ nó vỡ ra. À mình muốn làm búa thì mình phải đi tìm mấy ông búa mà mình học thôi. À, và bắt đầu từ đó mình mới vỡ ra được cái vấn đề đó, và bắt đầu mình đi follow những con người đó, và bắt đầu nó mới giúp cho mình từng bước mình ra khởi nghiệp. Các bạn thấy không? Cuộc đời là do chúng ta chọn. Bạn quyết đi con đường nào thì bạn hãy tập trung vào nó. Bạn dành thời gian cho nó, dành thời gian đủ lâu cho nó. Bạn muốn giỏi anh văn thì bạn phải dành thời gian đủ lâu cho anh văn. Bạn muốn giỏi ra khởi nghiệp thì bạn phải dành thời gian đủ lâu cho khởi nghiệp. Dĩ nhiên khi bước đầu bạn ra, bạn sẽ gặp những trở ngại sau. Bạn những cái trở ngại đó là những trở ngại gì? Bạn thấy này, khi mà bạn đi, bạn muốn ra khởi nghiệp thì bạn chơi với bạn bè của bạn, bạn bè bạn nó sẽ dập bạn liền. Nó nói mày khùng, đang làm ổn định mà tại sao mày không ra, mày không làm ổn định? Gia đình nữa. Ok không à? Nó sẽ dập bạn. Ok, cái chuyện rất là bình thường. Tại vì nó suy nghĩ khác mình, nên bây giờ nó mới ổn định vậy. Còn mình muốn ra khởi nghiệp. Ok, bản thân mình á, mình gặp mấy đứa bạn mà nó khuyên mình như vậy á. Ví dụ mình ban bạn mà mang món hàng đi bán, bạn mang cái áo thun đi bán, bạn tới bạn gặp nó là nó sẽ chửi bạn khùng. Nó sẽ khuyên bạn đừng có ra như vậy. Nó kêu mày đừng có liều. Mình sẵn sàng mình nghe hết nhưng mà mình luôn bán hàng cho nó. Mình kêu bây giờ mày mua cái áo thun cho tao đi. Mình mua áo thun cho tao đi. Mày mua áo thun là tao sẽ nghe lời khuyên của mày liền. Còn mày không mua áo thun của tao thì đừng có hòng tao nghe lời khuyên của mày. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Thằng nào mà khuyên mình là mà đè đầu mình bán hàng hết. Ok mà. Cái thứ hai nữa là những người thân của bạn, là bố mẹ, là vợ bạn, là người yêu của bạn, là những người rất là thân thuộc với bạn, bạn đúng không? Họ luôn cản trở bạn, họ không có ủng hộ bạn đâu. À, tuy nhiên bạn đừng có cãi với họ, không có cãi, cái mất năng lượng, và bạn an tâm đi. Lúc bạn mới ra khởi nghiệp thì tất cả những người đó họ không ai tin và họ không ai ủng hộ bạn đâu. Bạn bè bạn nó cũng không ủng hộ bạn đâu. Cho tới khi bạn làm thành công thì họ nói bạn hơn. Họ không bao giờ họ tin vào cái năng lực của bạn đâu. Họ nói là bạn hơn. Rồi khi mà bạn thành công lắm rồi, bạn giàu có rồi thì họ như thế nào à? Họ đi ra ngoài nói họ hơn, họ không bao giờ công nhận năng lực của bạn đâu. Bạn an tâm đi. Đó. Nên là chúng ta muốn là chúng ta làm thôi. À, và mình gửi luôn, bạn nào mà có cái máu khởi nghiệp á, cái máu khởi nghiệp có ba dạng người khởi nghiệp các bạn hiểu không? Một người là có cái máu, bạn nào mà nghiệm ra trong người mình có cái máu khởi nghiệp á thì mình nói là các bạn làm ơn. À, các bạn làm ơn cái gì à? Làm ơn ra khởi nghiệp nhanh giùm mình cả. Tìm những ông nào mà khởi nghiệp giỏi, kinh doanh giỏi á, các bạn làm ơn khởi nghiệp giùm mình cả. Vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn không ra sớm á, các bạn hành cuộc đời các bạn khổ. Bởi vì trước sau rồi gì bạn cũng ra khởi nghiệp, dù tới 60 tuổi đời rồi bạn cũng ra khởi nghiệp. Các bạn hình dung ra này không à? Cái dạng thứ hai ra khởi nghiệp là cái dạng gì ạ? Là cái dạng là những cái người mà họ sinh ra cái trong gia đình họ làm kinh doanh rồi hết rồi. Các bạn mà ai cũng làm kinh doanh rồi hết rồi, cái tự nhiên mặc nhiên cái họ ra họ khởi nghiệp luôn à. Đó, như là rớt vào cái gọi chứng á. Cái dạng thứ ba là cái dạng vui lắm. Ồ các mà cái dạng thứ ba là cái dạng rất là vui, là họ họ đi xin việc không được. Ok mà xin không chỗ nào nhận đó, xin hoài không chỗ nhận, hoặc là họ học rớt, không có bằng cấp, không thằng nào nhận đó. Thì bây giờ biết làm gì giờ, phải ra khởi nghiệp chứ làm gì giờ. Nên các bạn phát hiện ra phần lớn những ông chủ là những người mà học không có giỏi, các bạn chúng ta đi online này chứ có ai nhận họ đâu. Còn những người học giỏi đi vô làm việc hết rồi. Các bạn chúng ta đi online này chứ. Nên là ngay buổi trưa hôm nay sẵn gặp bạn Minh, nhớ lại cái câu chuyện cách đây 4 năm bạn ra khởi nghiệp bắt đầu từ cái thương hiệu Luciola nó như thế nào, và bạn có hỏi mình gần đây có rất là nhiều người hỏi bạn là cái cách làm sao để ra khởi nghiệp, và bản thân mình thì 8 năm qua mình cũng hướng dẫn cho rất là bạn nhiều bạn ra khởi nghiệp, và mình gửi lời khuyên các bạn rất là chân tình là cái cơ hội thời cuộc nó đã đến, đất nước chúng ta là đất nước nó bắt đầu nằm trong giai đoạn phát triển,
doanh nghiệp hiện tại toàn bộ đất nước chúng ta có hơn 500.000 doanh nghiệp, và nhà nước đang hỗ trợ rất là nhiều. Ok, cộng đồng khởi nghiệp càng ngày càng mọc lên, một vài năm nữa các bạn sẽ có 1 triệu doanh nghiệp. Các bạn nhớ, nước Anh người ta chỉ có 15 triệu dân mà người ta có hơn 3.5 triệu doanh nghiệp rồi. Ok mà. Và chúng ta, nếu bạn nào đó có duyên nhận chọn cái con đường làm khởi nghiệp, thì các bạn phải có những người sư phụ là những người kinh doanh rất là giỏi. Như các bạn muốn làm kế toán giỏi thì các bạn phải có ông thầy làm kế toán giỏi. Các bạn hình dung ra cái điều đó. Muốn làm áo cưới giỏi là mình. Đúng rồi. Các bạn mà muốn kinh doanh áo cưới, ok mà. Muốn ngành cái công nghệ áo cưới, công nghệ chụp hình, thì các bạn liên hệ với mình Lucio Ola chắc chắn rồi. Ok chưa? Mình Lucio Ola là một trong những người điển hình đi bằng tay trắng, đi từ hai bàn tay trắng lên. Nên là ngay cái buổi trưa thứ hai này nó rất là tuyệt vời. Đất nước Việt Nam chúng ta là đất nước rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta có tới 90 triệu dân. Các bạn nhận ra điều nào? Mình có dịp đi Singapore họ có 5 triệu dân à, mình có dịp đi Campuchia họ có 15 triệu dân à, mình có dịp đi Lào họ có 7 triệu dân à, mình có dịp đi Myanmar thì Myanmar họ cũng rất là tuyệt vời, họ tới 60 triệu dân. Ok mà. Thì đất nước mình mong rằng các bạn chọn cái con đường ra làm kinh doanh, bởi vì đây là cái thời cuộc nó được nhà nước hỗ trợ, được cộng đồng hỗ trợ, sách vở tài liệu về khởi nghiệp nó rất là nhiều. Và ngày nay những người doanh nhân thành công họ giúp cho chúng ta khởi nghiệp cũng rất là nhiều. Khác mình cách đây 20 năm trước ra khởi nghiệp chả ai chỉ, không có quyển sách nào đọc đâu. Hồi đó các bạn biết mình ra nhà sách nó không có cái sách kinh doanh khởi nghiệp bây giờ để cho mình đọc đâu. Mình ra ngoài đó là chủ yếu là sách kiếm hiệp của Kim Dung. Những cái câu mình đọc là nở máu phải trả bằng máu. Ok mà. Nam vô tử như kỳ vô phong, thế là kéo nhau đi uống rượu. Thương trường như chiến trường. Họ nói những câu nó rất là kinh khủng. Như ngày hôm qua có một bạn hỏi mình là ra kinh doanh thị trường hiện tại cạnh tranh nó là sao? Mình nói kinh doanh là tốt. Ra kinh doanh mà thị trường không cạnh tranh nó rất là tệ hại. Ok, vì sao tệ hại? Bởi vì không cạnh tranh bạn làm ra sản phẩm nó không có tốt. Mà thị trường cạnh tranh, ok, thị trường rất là cạnh tranh thì các bạn thấy mà ai cũng kinh doanh tốt đó. Và thị trường rất là cạnh tranh mà thằng nào chết thì thằng đó nó xứng đáng để nó chết. Bởi vì nó không cạnh tranh nổi thì nó chết quách đi. Nó ở làm gì? Các bạn thấy thằng Noel không? Cái thằng Noel là thằng xứng đáng chết. Bởi vì nó sống nó cho người ta, nếu mà thằng Noel không chết thì mọi người bây giờ vẫn cứ dùng cái điện thoại cùi bắp như nó. Thằng đó nó xứng đáng chết. Vì nó tạo ra cái sản phẩm nó không chịu cải tiến. Thì thị trường cạnh tranh nó rất là tuyệt vời, thằng nào tập trung làm tốt thì sản phẩm rất là tốt, cung cấp cho xã hội thằng đó luôn luôn phát triển. Còn cái thằng nào mà nó chết thì nó xứng đáng nó chết, bởi vì cái sản phẩm nó tệ quá, không ai sử dụng được. Thằng Nokia mà nó sống tới giờ thì trời ơi, cái xã hội chúng ta làm sao có smartphone để mà dùng. Các bạn không ra điều này không ạ? Nó rất là tệ hại, nó đã hết cái sứ mệnh của nó rồi, nó không chịu phát triển. Đó là ra khởi nghiệp chúng ta đừng có sợ cạnh tranh. Cạnh tranh là chúng ta một bí quyết để chúng ta sống với cạnh tranh, đó là chúng ta phải tập trung rất sâu vào, chúng ta phải đi nghiên cứu, chúng ta phải phát triển mỗi ngày, chúng ta phải đổi mới. Còn cứ ngồi đó cứ sợ cạnh tranh á thì những người đó xứng đáng chết và những người đó không bao giờ khởi nghiệp được đâu. Ông nào mà các bạn đi gặp ông nào nói thời điểm này cạnh tranh là thằng đó nó sắp chết rồi đó, các bạn an tâm đi, 2-3 năm nữa các bạn thấy doanh nghiệp nó chết đi, vì nó không tìm ra được lời giải. Xã hội là phải có cạnh tranh thì nó mới tốt á. Các bạn nhung ở xã hội mình, các bạn thấy có những cái lĩnh vực nào cạnh tranh, những người đó sản phẩm nó vô cùng tệ hại. Mình chứng minh cho các bạn thấy này, nói thì đồn chạm, mình chứng minh cho các bạn thấy ngành điện của mình không? Nó sử dụng rất là tệ hại mà các bạn, tại vì sao? Nó độc quyền. Các bạn nhung ra điều này không ạ? Nó độc quyền. Ví dụ như nếu mà ngành điện của mình mà được nhiều ông, 3-4 ông như VNPT điện EVN thì các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Ok không ạ? Hoặc là các bạn thấy cái ngành taxi của mình không ạ? Hồi trước kia có 2-3 ông Mai Linh, ông Vinasin nữa, phục vụ rất là tệ hại mà chúng ta không còn có sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà các bạn thấy có bây giờ có nhiều ông vô thì người tiêu dùng chúng ta hưởng lợi, còn thằng nào tệ hại thì tao nói xứng đáng chết. Các bạn không theo kịp thì chết đi. Sống làm gì? Một người mới ra khởi nghiệp các bạn có lợi thế hơn người khác ở chỗ đó đó. Nghĩa là sao? Các bạn đi tắt vô liền. Các bạn cắt đuôi ở phía sau, các bạn không có bị cái nền tảng, cái công kênh nó ở phía sau, nó là
kinh doanh, cái người làm kinh doanh là chúng ta phải sẵn sàng đi lao vào một cái cuộc chơi cạnh tranh, và chúng ta đổi mới cái con người của chúng ta mỗi ngày 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 đi. Ngồi đó cứ rên rỉ rồi là thị trường cạnh tranh lắm, thì ra làm kinh doanh gì, đi làm công đi cho nó chắc. À, còn bạn nào mà muốn ra khởi nghiệp cũng vậy, phải tập trung nhiệt huyết năng lượng, hai năm ra khởi nghiệp thành mà không được đi quay lại làm công đi, lòng vòng khởi nghiệp làm gì mà 2 năm rồi mà khởi nghiệp không được. Các bạn chung đó là ra làm là phải tập trung, làm cho đến nơi đến chốn, làm không được thì đi tìm những người mà khởi nghiệp thành công đi, cho họ sẽ chỉ, họ có cách. Đừng có đi nghe mấy cái thằng mà khởi nghiệp thất bại nó khuyến, đừng có nghe mấy ông thầy mà chưa bao giờ ra khởi nghiệp mà đi khuyến. Các bạn chúng ta điều này mà cứ lên nhà trường được gặp mấy ông thầy học rất là nhiều mà chưa bao giờ sở hữu một cái doanh nghiệp trong đầu, mà cứ đi khuyên để làm gì, cứ nghe làm gì, hãy đi tìm những người họ đã biết lái xe rồi. Các bạn ngồi với những người lái xe được là tự nhiên chúng ta lái xe rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Nó là ngay cái buổi sáng thứ hai này, một cái buổi sáng mà đầu tháng 3 nó rất là tuyệt vời. Ok mà mình khuyên các bạn là hãy chọn cái con đường làm kinh doanh, còn nếu mà không biết thì hãy đi tìm những người biết. Đừng cứ ngồi đó mà suy nghĩ trong đầu là số phận nha. Mình nói với các bạn, bạn sinh ra ở Việt Nam thì tự nhiên bạn nói tiếng Việt Nam, nhưng mà và những cái thằng nó không nói được cái tiếng Anh á thì nó nói là cái số nó không nói được tiếng Anh. Nhưng mà nếu mà bạn sinh ra ở Mỹ thì rõ ràng là bây giờ bạn nói được tiếng Anh không? Vậy những thằng sinh ra ở Mỹ nó nói cái số nó nói được tiếng Mỹ. Nó là cái gì chúng ta không biết thì chúng ta học, đừng cứ ngồi đó mà nói số phận. Các bạn nhận ra được điều nào mà chúng ta phải đi vào đó là chúng ta biết không có số phận gì ở đây đó. Cái thằng đó nó được dạy cái gì, nó được luyện cái đó là tự nhiên nó biết kia đó rồi. Các bạn nhận ra này rồi ngồi nói hên xui. Ok mà chúng ta không kiểm soát được cái việc đó, chúng ta không thể kiểm soát được ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta kiểm soát ở được phía bên trong lòng của chúng ta. Nghĩa là sao? Nhưng mà cái đổ thừa cho cái kinh tế, cho chính phủ, cho này kia, cái đó là cái chuyện bên ngoài chúng ta không kiểm soát, nhưng mà chúng ta có một quyền năng để chúng ta kiểm soát phía bên trong con người của chúng ta, là chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta trở nên tư duy giỏi hơn, chúng ta có khả năng hành động quyết liệt hơn, thì tự nhiên những cái cơ chế kia nó không kiểm soát được ta. Còn chúng ta yếu đi thì những cái cơ chế kia nó sẽ gì, nó sẽ kiểm soát, nó đè chúng ta xuống. Các bạn anh dung ra điều này cái đó là cái nguyên lý mà khi chúng ta mạnh mẽ luôn thì những cơ chế kia nó không đè chúng ta được, chúng ta bùng lên. Và khi những cái cơ chế khó khăn nó càng đè chúng ta thì nó làm cho chúng ta càng mạnh mẽ lên, cái sức bật mà bằng cái sức bật bùng ra. Nó là đất nước chúng ta trong thời điểm này chưa phát triển thì chúng ta phải cần những người, các bạn ơi, chúng ta phải cần những người giỏi giang như các bạn để ra làm. Chứ còn chờ mọi thứ dọn chỗ sẵn rồi mới ra khởi nghiệp thì các bạn ra khởi nghiệp làm gì? Đi làm công đi, ông chủ tạo ra công ty sẵn chui vô đó làm đi, thì cái đó là gọi là dọn chỗ sẵn. Còn ra khởi nghiệp là chúng ta phải xông phá, chúng ta phải làm, đó là ngay đầu năm, ngay tập trung đủ sau để chọn cái con đường khởi nghiệp mà cái tốc độ phát triển rất là nhanh. Bạn Minh là một cái tấm gương cho các bạn nữ văn phòng này, cái gọi là bạn nữ muốn làm việc at home này, làm việc tại nhà đó. Ok mà là những người mà muốn bứt phá ra sở hữu cho một cái doanh nghiệp riêng. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn cái live stream của mình sáng hôm nay. Và đúng rồi, mình chia sẻ có những cái gì mà các bạn không thích thì các bạn bỏ qua, bởi vì các bạn có trách mình đi nữa thì cuối cùng mình cũng đã nói rồi. Và các bạn có trách mình đi nữa thì hôm nay mình cũng vẫn cứ ăn chưa. Ok bạn, và các bạn có trách mình đi nữa thì lương bạn 5 triệu thì nó vẫn cứ 5 triệu thôi, nó cũng không có thay đổi độ đâu. Nó là nếu các bạn học được gì thì tốt, còn các bạn không học được thì lương bạn 5 triệu rồi cuối cùng nó cũng vẫn cứ 5 triệu thôi, nếu bạn không thay đổi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn thầy, cảm ơn sự chia sẻ nhiệt tình về khởi nghiệp của thầy Duy. Thì hôm nay là sáng thứ hai rất là tuyệt vời, thì mình qua đây mình gặp được thầy Duy, gặp được anh Hoàng. Anh Hoàng là cái người là đối tác để làm một cái gọi là một cái công cụ về guideline. Thì các bạn muốn biết cái đó là cái gì thì các bạn cứ liên hệ tới thầy Duy với anh Hoàng. Mình chưa gặp gì đó chứ lại anh Long Hải Long, kiến trúc sư Ngô Hải Long, kiến trúc sư Ngô Hải Long. Thì như các bạn thấy rồi đó, những người bạn xung quanh của mình là quyết định cuộc sống của mình.
mình không có do số phận nữa. Tại vì bản thân Minh thì Minh cũng là dân ở dưới tỉnh lên thành phố mình học, rồi ra thì mình cũng đi làm. Làm xong trong một thời gian thì mình cũng quyết định là mình muốn làm chủ thời gian của mình hơn. Đó là lý do mình ra khởi nghiệp. Như các bạn biết, nếu mà ra khởi nghiệp thì có rất là nhiều bạn lại là làm cái này khó, làm cái kia khó, nhưng mà thật sự không có gì khó hết. Bản thân mình thời gian mình mới khởi nghiệp cho thầy nói đó là mình phải bỏ thời gian rất là nhiều để mình tập trung. Ví dụ như bình thường mình đi làm thì làm ngày 8 tiếng, mình nghỉ trưa 2 tiếng là 10 tiếng, tối bây giờ mình ngủ 7-8 tiếng, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà dân khởi nghiệp không ai bây giờ mà ngủ 7-8 tiếng hết, thì thường là mình ngủ khoảng chừng 4 tiếng tới 5 tiếng. Còn thời gian đó mình để mình nghiên cứu thị trường, để mình tìm một cái sản phẩm. Quá trình khi mà mình làm kinh doanh thì mình thấy là kinh doanh nó không có cái gì gọi là bí mật hết. Kinh doanh nó đều có những cái công thức. Kinh doanh nó có công thức. Thì xưa mình đi học toán, làm toán có công thức, mình áp con số vô thì nó ra được kết quả. Học tiếng Anh cũng vậy, mình áp vô những cái công thức các thì nó sẽ ra được viết đúng. Và kinh doanh cũng vậy, mình phải có công thức và mình sẽ tìm, mình muốn làm đi nhanh hơn thì mình tìm những người trong lĩnh vực mình muốn làm để mà mình học cái cách và cái kinh nghiệm của họ để làm sao để mà mình đi nhanh nhất. Như các bạn muốn kinh doanh thì các bạn nên tìm hiểu về cái sản phẩm mình bán. Các bạn hãy đặt ra những cái câu hỏi là tại sao mình lại kinh doanh cái sản phẩm này, nó mang lợi ích gì là cho khách hàng của mình, mình kinh doanh nó có ý nghĩa gì. Và mình nghĩ là trong buổi sáng thứ hai với phần chia sẻ của thầy khởi nghiệp của thầy Duy rất là tuyệt vời, thì mình cũng không cần nói gì nhiều hơn. Thì các bạn nào có những cái thắc mắc hay những cái câu hỏi gì đó, các bạn cứ comment phía bên dưới hoặc là inbox cho mình, thì cái phần nào mình biết thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Tại vì bản thân của mình thì mình cũng thích chia sẻ lại những cái trải nghiệm gì đó. Nhưng mà như thầy nói đó, khởi nghiệp chắc chắn là có gặp thất bại, nhưng mà quan trọng khi mà mình đối mặt với những thất bại đó để mình chuyển đổi làm sao để mà mình tốt hơn, chứ không phải là mình thất bại là mình đi xuống. Những cái bạn mà khởi nghiệp thất bại đi xuống rồi thì chắc chắn là cuộc đời của bạn là bạn rất là tiêu cực. Nhưng mà mình thất bại những cái phần nào đó thì mình rút ra kinh nghiệm để mình đi lên. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi đầu tuần gặp được nhiều may mắn, đầu tuần được nhiều thành công, và chúc các bạn xem cái video này có một buổi trưa ăn trưa rất là tuyệt vời.